Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, với mẹ, với mấy dì dậy rất là sớm để chuẩn bị đồ đạc này kia. Sáng hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Sang, là ngày Sang chính thức lấy vợ, là ngày đám cưới của Sang mọi người. Thì thật ra cái ngày đám cưới này không khác gì lắm so với cái ngày đám hỏi mà hôm bữa Sang quay cho mọi người xem. Chỉ có cái là ngày đám hỏi mình sẽ bưng mâm quả xính lễ xuống dưới nhà cô dâu, ra mắt cô dâu dưới đó và mình dự tiệc dưới đó xong mình về. Còn ngày đám cưới vẫn phải bưng mâm quả xính lễ này kia, nhưng mà bưng xuống dưới nhà cô dâu mình không có về không ha, là mình sẽ bỏ xính lễ dưới đó xong mình sẽ rước cô dâu về dưới nhà Sang, là được gọi là rước dâu mọi người, để mà về đây làm một cái đám cưới trên đây cho mọi người xem. Thì nên sáng hôm nay Sang với mấy đứa dậy sớm để cho mấy đứa nó mặc mấy cái đồ rước dâu lên. Một xíu nữa mấy đứa sẽ là những cái chú rể phụ, những người bưng mâm quả để giúp Sang hoàn thành xong cái đám cưới này. Trong đây thì mấy dì đang chuẩn bị một số xính lễ đồ đạc, nên Sang tranh thủ quay được cái đoạn nào thì Sang quay thôi, chứ thật ra ngày đám cưới có rất là nhiều việc, rất là bận. Mấy đứa thì nó đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ thì nó vào ở trong đây để phụ dì Hai Sang làm mấy cái mâm quả, một xíu mình bưng qua bên đàn gái. Thì mâm quả để mà bưng qua bên đàn gái thì cũng không khác gì so với cái đám hỏi cả. Chỉ có khác là mà mình thêm một cái mâm ngũ quả, mâm trái cây ở đây. Nên cứ mỗi trái là mình phải dán một cái tem này lên trên một trái để cho giống cái đám cưới mọi người. Còn mấy cái mâm bên đây là mâm bánh phong tục của người Hoa nè, với lại là chầu cao, rượu, đèn, với lại là đây bánh nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giờ thì cho mấy đứa nó phụ dì Hai chuẩn bị xong hết mấy mâm quả này, rồi mình sẽ bưng xuống dưới kia, lên xe Hoa để đi rước dâu nha. Cũng như là lễ vật rồi heo quay này kia thì mấy dì với mẹ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Giờ thì Sang với mọi người cùng với mấy chú mấy dì mình sẽ bắt đầu là bưng cái xính lễ này xuống dưới đàn gái ha. Giờ đi xuống dưới em nè, rồi bưng đi mấy đứa ơi. Đi xuống dưới kia thì thôi quay đi trước đi, thấy trình đi trước đi, thấy trình đi trước đi, rồi còn heo quay này, heo quay này một người đứng nè, ơi hai người đi, cho đi về, hai người khó đi hơn một người. Đúng rồi, xuống dốc này là một người đúng một rồi đi, dễ tuột quá vậy. Rồi mấy đứa bưng mâm quả xuống luôn mấy đứa ơi, đi xuống dưới xe nè. Nhà Sang với nhà cô dâu thì nó cũng gần với nhau, không có quá xa, nên mình đi bằng xe máy nha, cậu đi xuống cậu. Giờ là mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới đàn gái nha. Đi dừng bay. Dạ dạ rồi. Rồi đi mấy đứa. Xong hết chưa? Không quên gì hết phải không? Giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới đàn gái nha mọi người. Từ đàn gái tới nhà Sang thì cũng không quá xa mọi người, nên Sang nhờ một chiếc ba gác để cho mấy đứa nhóc lên xe ba gác để mà chở mâm quả xuống dưới đàn gái luôn. Các bạn xe máy cũng không có đủ. Để xuống đây, để đây này, để lấy tay đè xuống. Đó, cái dục nó có giật đè xuống. Mấy đứa bỏ xuống dưới hết đi rồi bắt đầu đè cái tay lại. Mọi người xem nè. Ở chỗ Sang cái đường đi vào rất là khó đi, nên xe hơi không có vào được phía trong, nên Sang nhờ một chiếc xe ba gác đây nè để cho mấy đứa nhóc ngồi lên phía trên chở cái phần mâm quả này ra ngoài, tại vì mâm quả này khá nặng không có bưng đi bộ được. Giờ thì cho 6 đứa nó sẽ ngồi lên xe ba gác để mà đi rước dâu nha, còn Sang thì có một chiếc xe rước dâu riêng, một xíu nữa thì xe rước dâu vào sau. Giờ thì cho rước dâu bằng xe ba gác luôn. Xe mà bắt kêu đứng dậy.
Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi quay lại. Mấy đứa ngồi cẩn thận nha, chỉ cho anh tài xế nhà nhà cô dâu nha. À, cho mấy đứa nhóc nó lên xe ba gác đi trước nha mọi người. À, cho mấy đứa nhóc đi trước, giờ thì mấy cô dì chú bác sẽ bắt đầu đi theo sau. Nhưng mà do cái đường vào nhà Sang á, nó rất là đá mọi người, xe hơi không có vào trong đây được. Nên Sang nhờ một chiếc ba gác để chở mấy đứa nhóc xuống dưới nhà cô dâu bưng mâm quả. Còn Sang thì bây giờ phải đi bộ ra ngoài đầu đường chính để có chiếc xe hoa ngoài đó, mình sẽ lên xe hoa sẽ xuống dưới nhà cô dâu ha. Thì do điều kiện đường xá nó khó khăn nên đi kiểu này thì mọi người cũng thông cảm cho Sang. Mấy cô dì chú bác thì chạy xe máy phía sau, xe máy thì không đủ nên mấy đứa nhóc phải ngồi xe ba gác thôi. Giờ mình đi nha. Đi tới cái đoạn này á thì cái đường nó đá quá, xe hơi chở người không được nha mọi người, nên Sang leo qua xe ba gác luôn để ngồi chung với đứa cho vui. Đi kiểu này vui không mấy đứa? Vui. Ngồi xe ba gác vui hơn nhiều xe hơi phải không? Tại vì mấy đứa nó bảo là đi xe hơi á thì nó bị xe xe, còn ngồi xe ba gác này thì vừa mát vừa nhìn được cảnh mà không bị xe xe nữa, với lại là đi được tận tới nhà cô dâu luôn. Cái phong tục rước dâu bên đàn gái á, thì Sang với mấy dì cũng như là mẹ đã hoàn thành xong hết rồi. Cô dâu thì cũng đã ngồi lên xe hoa và chạy về con đường nhà Sang. Thì cái con đường này cũng rất là quen thuộc, nhưng mà hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với Sang với cái Mai ở đây. Giờ thì tất cả những cái công đoạn thì cũng đã xong hết rồi. Giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang, cùng với gia đình Sang, cùng với bé Mai, mình sẽ vào cái buổi tiệc đám cưới ở nhà Sang để dự cái buổi tiệc đám cưới ha. Giờ thì vào trong đó có lẽ là sẽ không quay được nhiều gì cho mọi người xem, tại vì Sang còn làm khá là nhiều việc á, với lại trong đó có nhạc này kia nên phần nào Sang quay được mọi người thông cảm cho Sang nha. Giờ thì mình tranh thủ đi. Thân mến, theo dòng chảy của thời gian và theo quy luật của tạo hóa thì mỗi con người chúng ta khi được sinh ra và trưởng thành, ai ai cũng có một con đường riêng để lựa chọn, con đường tương lai và con đường sự nghiệp. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta cùng nhau chọn chung một con đường, đó là con đường mang tên hạnh phúc, và con đường đó được trải đầy hoa thơm và mật ngọt. Kính thưa quý vị thân mến, chắc có lẽ tất cả chúng ta ai cũng đều biết rằng tình yêu là một món quà thật vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Yêu và được yêu là niềm khát khao của triệu triệu con tim đang thổn thức. Ai ai cũng mong muốn rằng mình tìm được một tình yêu thật sự, tìm được một nửa trái tim để dìu dắt nhau đến ngưỡng cửa hôn nhân. Và kính thưa quý vị thân mến, tôi mình muốn nhắc đến tình yêu của chàng trai Văn Sang và cô gái Ngọc Mai. Trải qua một thời gian đóng sủi và tìm kiếm, và cuối cùng thì chàng trai Văn Sang đầy lịch lãm đã tìm thấy được cô gái Ngọc Mai đầy đất đa và duyên dáng. Và trải qua một thời gian các bạn đã quen biết và yêu thương nhau, các bạn đã cảm nhận được rằng trái tim mình đã cùng chung một nhịp đập, cùng chung một suy nghĩ, chung một ước mơ, mơ ước một ngày thiệp hồng viết tên nhau. Vậy là cuối cùng cái đám cưới của Sang cũng đã hoàn thành rồi nha mọi người. Sang với bé Mai thì vừa mới đi ra ngoài cái chỗ vắng vắng này để mà kết thúc cái clip cho mọi người xem luôn. Thì trước tiên á, Sang muốn gửi lại cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây trong suốt cái thời gian vừa qua đã luôn bên Sang, động viên giúp đỡ an ủi Sang để Sang có được ngày hôm nay nè. Với lại là trong cái đám cưới á, Sang có đôi phần không quay được hết cho mọi người xem, nên mọi người nào xem á mà nó còn không được hay, mọi người thông cảm cho Sang ha. Tại vì cái ngày này ai cũng vậy thôi, cũng rất là bận mọi người. Thì
clip của Sang về cái ngày vui á có lẽ đến đây thôi. Nên nếu mọi người yêu quý Sang á, mọi người hãy cho Sang xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Để trong khoảng thời gian sắp tới á, sẽ tập trung nhiều hơn những video đi rừng cho mọi người xem. Sang với Mai chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.